tiếp tục thông tin liên quan tới vụ sập tường khiến 5 người tử vong và 6 người bị thương ở Bình Định mà chúng tôi đã thông tin trước đó. Bí thư tỉnh ủy Bình Định vừa yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và nhanh chóng phải khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân Trước sự việc ngày 15 tháng 9, công nhân đang thi công xây dựng tại nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty Savicy Food Việt Nam ở khu công nghiệp Nhân Hòa thì xuất hiện mưa rông gió mạnh làm đổ sập bức tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương. Bí thư tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra quyết liệt, đúng bản chất sự việc, ai sai cần xử lý nghiêm. Đồng thời chỉ đạo ngay trong hôm nay 16 tháng 9 phải có kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước mắt cần khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra bởi đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Sau khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Định cho thấy, theo thiết kế cần đổ dầm rồi mới xây tường, nhưng thực tế thì dầm chưa được liên kết đã xây tường và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng sập tường. Theo lời kể của những công nhân may mắn sớm sót thì có một cơn gió rất lớn thổi qua khu vực này thì cũng là lúc mà bức tường sập xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người bị vùi lấp. Hiện tại, chính quyền đã tới thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng, riêng với các nạn nhân đã tử vong thì mỗi người 5 triệu đồng để gia đình lo an táng.